Bão số 2 đang đổ bộ vào đất liền Thái Bình đến Nghệ An. Phú Thọ xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 về từ Hà Nội, cách ly 12 hộ gia đình. Lạng Sơn phát hiện 2 ca nghi nhiễm COVID-19 là công nhân về từ Bắc Giang. 2 người mắc COVID-19, Bình Dương phong tỏa nhiều khu vực trong đêm. Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, vì sao nhân viên bệnh viện vẫn mắc COVID-19? Hai đời trưởng ban làm mất hơn 424 hectare rừng phòng hộ. Các quan biển ABG và AAE1 gặp sự cố, Internet quốc tế trì trệ. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi một tin trong nước trưa ngày 13 tháng 6 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 5 giờ sáng ngày 13 tháng 6, bão số 2 nằm trên khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An. Đêm qua và sáng sớm hôm nay ngày 13 tháng 6, bão số 2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9, ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7 và giật cấp 10. Trên đất liền ven biển ở Văn Lý, Nam Định có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Thành phố Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến mưa rất to, với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12 tháng 6 đến 4 giờ ngày 13 tháng 6, phổ biến từ 120 đến 250mm. Vào lúc 5 giờ ngày 13 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km trên 1 giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11 giờ ngày 13 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km trên 1 giờ, giật cấp 7. Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong ngày 13 tháng 6, ở Đồng Bằng, Trung Du, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 120mm, có nơi lên tới 150mm. Từ chiều nay đến sáng ngày 14 tháng 6, ở khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Thưa quý vị, Sở Y tế Phú Thọ vừa báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện tại tổ 36, phố Thi Đua, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, là ca bệnh trở về từ thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đó là bà KTN, sinh năm 1945, địa chỉ thường trú tại thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội, làm nghề bán hàng tại chợ cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo điều tra dịch tễ, bà N hàng ngày bán hàng rau tại chợ cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh. Vào ngày 28 tháng 5, chợ này bị phong tỏa do xuất hiện ổ dịch COVID-19. Kể từ đó, bà N đã ở nhà tại Đông Anh. Đến ngày 5 tháng 6, bà N được con trai và con dâu ở tổ 36, phố Thi Đua, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, xuống đón đi khám bệnh tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội. Tại đây, bà N đã được test nhanh COVID-19, kháng nguyên cho kết quả âm tính. Qua thăm khám, chẩn đoán viêm phế quản, được kê đơn về nhà điều trị, sau đó trở về nhà riêng tại Đông Anh. Vào chiều cùng ngày, bà N đã cùng với hai con đi taxi về nhà của con trai tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Sau khi nhận được thông báo về ca nhiễm tại chợ cửa hàng mới, nên gia đình của bà N đã ra trạm y tế khai báo và được Ủy ban Nhân dân phường Tiên Cát ban hành quyết định cách ly tại nhà. Vào ngày 11 tháng 6, bà N đã được Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 12 tháng 6, bà N được Trung tâm Y tế Việt Trì lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR lần 3, kết quả khẳng định là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tỉnh Phú Thọ đã cách ly một phần tổ dân phố Thi Đua, phường Tiên Cát, gồm 12 hộ gia đình với 54 nhân khẩu, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với 12 hộ gia đình này. Mở rộng xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng F1, F2 và F3, ngay sau khi được truy vết
và phun khử khuẩn, thanh khiết môi trường trong khu vực. Thưa quý vị, sau khi đón hơn 1.000 công nhân từ Bắc Giang về địa phương, Lạng Sơn đã tiếp tục khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, một trường hợp cư trú tại huyện Hữu Lũng và một trường hợp cư trú tại huyện Cao Lộc. Đáng chú ý là trường hợp ở huyện Lộc Bình là F0 đã được chữa khỏi bệnh tại Bắc Giang. Trước đó, trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 6, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Sở Y tế cùng với các lực lượng liên quan, đã tổ chức đón tổng số là 1.053 người lao động từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương. Những công dân được đón trở về địa phương đợt này bao gồm các trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh, các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, công dân tại các khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Sau khi về Lạng Sơn, các công dân được đưa về tập trung tại các khu cách ly, tập trung của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để tiếp tục khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức phân loại cách ly theo hình thức cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương vào ngày 12 tháng 6 cho hay, ngành y tế vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trường hợp thứ nhất là nam, sinh năm 1995, ngụ tại khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Vào chiều ngày 12 tháng 6, người này có triệu chứng ho, sốt nên đã đến phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Châu Thành, phường Hiệp Thành, Thủ Dầu 1 để khám bệnh. Kết quả xét nghiệm nhanh trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, người này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm gửi tới CDC Bình Dương. Kết quả sau đó cũng dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ hai là nam công nhân sinh năm 1991, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuku Việt Nam, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, làm chung phòng với nữ công nhân mắc COVID-19 vào đêm 11 tháng 6. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng thành phố Thủ Dầu 1, thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên đã phong tỏa các khu vực liên quan đến trường hợp này. Trong đó có một phòng khám tư nhân lớn nằm đối diện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1 và F2 và thông báo những ai đến các địa điểm sau liên hệ đến cơ quan y tế khai báo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chợ Đồng An từ 18:30 đến 19:00 ngày 31 tháng 5. Tiệm cắt tóc trên đường DT743 cách phòng khám đa khoa Bình Hòa 20m từ 7:45 đến 8:00 ngày 6 tháng 6. Cây xăng gần ngã ba đường DT743 ngày 7 tháng 6. Bách hóa xanh đường DT743 ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị, những nhân viên của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca của Anh. Vì sao vẫn nhiễm bệnh? Nhiều người thắc mắc như vậy vì nghĩ tiêm vaccine là không còn nhiễm COVID-19. Trao đổi về vấn đề trên với báo Tuổi Trẻ, tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi tiêm 2 mũi, tác dụng của vaccine chưa thể phát huy ngay mà nó cần thời gian. Mỗi loại vaccine có quy định cụ thể để có đủ lượng kháng thể chống lại virus. Những người được tiêm vaccine COVID-19 đủ mũi, đủ thời gian vẫn có thể bị mắc COVID-19 bình thường. Lợi ích lớn nhất của việc tiêm vaccine là giúp người bệnh nếu mắc tránh được diễn tiến trở nặng và hạn chế được khả năng lây nhiễm cho những người xung quanh. Đại diện AstraZeneca, đơn vị sản xuất vaccine cho biết, vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chứng minh dung nạp tốt và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19. Kết quả từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy, từ thời điểm 22 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên, vaccine của AstraZeneca giúp bảo vệ tối đa khỏi bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19. Trong 90 ngày sau liều đầu tiên, hiệu lực của vaccine đạt được 76% và hiệu lực bảo vệ này được duy trì đến liều thứ hai. Nếu khoảng thời gian giữa hai liều từ 12 tuần trở lên, hiệu lực vaccine tăng lên 81%. Các phân tích cũng cho thấy rằng vaccine có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không triệu chứng. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để truy tố bị can Ngô Càng Thanh và Lê Tiến Hiệp về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Ngô Càng Thanh từng là trưởng ban quản lý rừng phòng hộ L Gia Lai giai đoạn 1997 đến 2015, còn bị can Lê Tiến Hiệp giữ chức vụ trưởng ban giai đoạn 2015 đến 2020. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện trong giai đoạn từ 2001 đến 2017, ban quản lý rừng phòng hộ La Gia Lai đã để mất và cháy 360,1 hectare rừng cùng với một số sai phạm tài chính. Dù để rừng bị lấn chiếm, nhưng hàng năm, ban quản lý rừng phòng hộ La Gia Lai đã không thống kê, báo cáo thực trạng tình hình và nguyên nhân mất rừng cho các cơ quan chức năng. Kết luận của thanh tra tỉnh Gia Lai đã nêu rõ trách nhiệm chính thuộc về Ngô Càng Thanh và Lê Tiến Hiệp.
xác định có dấu hiệu tội phạm trong công tác quản lý, nên Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra. Kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Gia Lai đã xác định từ năm 2001 đến 2018, hai bị can trên đã thiếu trách nhiệm trong công việc triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trồng để người dân vào phá, lấn chiếm đất rừng và cây rừng trồng với tổng diện tích là 424,25 ha. Hiện tại, các hai tuyến cáp quang biển ABC và AAE1 đều đang gặp sự cố, dẫn tới việc truy cập Internet đi quốc tế gặp nhiều khó khăn. Tuyến cáp ABC đang xảy ra sự cố trên phân đoạn S6 cách trạm cập bờ Tokyo tại Hồng Kông khoảng 352-355 km. Nguyên nhân sự cố do lỗi dò nguồn shortfall và không gây gián đoạn dịch vụ. Trong thời gian sửa chữa sẽ làm gián đoạn toàn bộ dịch vụ đi và đến Hồng Kông của các đối tác thành viên dự án ABC, trong đó có dịch vụ từ Việt Nam đi Hồng Kông của Viettel trên tuyến cáp ABC. Ngoài ra, tuyến cáp AAE1 xảy ra sự cố trên đôi sờ FP10 của phân đoạn S1-H1, cách trạm cập bờ Cap Dacula, Hồng Kông khoảng 2.072 km hướng về phía Vũng Tàu. Dự kiến thời gian sửa chữa tuyến cáp này sẽ được hoàn thành vào ngày 13 tháng 7. Kính thưa khán thính giả, một tin trong nước trưa ngày 13 tháng 6 của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.